Xin chào mọi người và nhất là các anh trai tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Đây là video clip em sẽ chia sẻ với các anh về tử vi vận hạn của năm Tân Sửu năm 2021. Một cái năm mà các anh rơi vào hạn 55 tuổi, gọi là xung thái tuế. Một cái năm rất là không tốt đối với bổn mạng và sức khỏe đối với tất cả những người tuổi Đinh Mùi, cả nam lẫn nữ mạng. Tuy nhiên là nam mạng ở tuổi này thì nguy hiểm hơn là nữ mạng một chút. Ví dụ như một người thì cả 80%, một người thì khoảng 60%. Đó là cái năm mà nó xung. Thực chất ra người ta nói 51 bước qua 53 bước lại thì cũng chưa hẳn là đúng. Nếu như cái tìm hiểu của em về tử vi thì năm 55 tuổi mới là năm đáng sợ đối với cái người nam nữ mạng ở cái bổn mạng và sức khỏe. Năm nay thì tới giờ phút này thì em chứng kiến cũng khá nhiều các anh tuổi Đinh Mùi bị tai biến và ra đi đột ngột. Đáng lẽ là em cũng không có làm cái video tuổi Đinh Mùi 1967 đâu, tại vì bản chất của các anh là không lắm tin về cái tử vi, về cái tâm linh, cho nên là cứ tự lực vào bản thân mình. Cho nên là khi làm video thì ít người xem, đặc biệt ít người chia sẻ, chủ yếu là các chị vợ của các anh xem là nhiều. Cho nên thôi không xem, mà người khác xem thì chưa chắc gì đã ứng dụng được cái kiến thức, cái vận trình mà em chia sẻ. Cho nên em hạn chế làm cho người nam mạng. Tuy nhiên ngày hôm qua em mới nhận được một cái sự cầu cứu của một cái người em gái tuổi Tân Mùi, có ba là Đinh Mùi, con gái lại là Ất Mùi, rồi là con em gái của người Tân Mùi lại là Đinh Sửu, thì đang bị tai biến cách đây mới mấy bữa, thì rất là nguy nan về bổn mạng. Chính vì điều đó thôi thúc em thôi, kệ nó, có mình cứ làm thôi, ai xem được thì xem, hữu duyên mà, đâu biết được, với những cái việc về tâm linh thì nó cần cái chữ duyên. Trở lại với cái người Đinh Mùi sinh năm 1967, ở trong cái năm 2021 là một cái năm hạn 55 tuổi. Người ta nói rằng hạn này chủ về bổn mạng và sức khỏe hay rất là, gọi là hay đi đột ngột ở trong những cái năm như thế này. Người Đinh Mùi nam mạng của các anh á, thuộc mẫu người điềm đạm, nhân hậu, tiếng nói thì thường thanh nhã nhẹ nhàng, rất mẫn cảm, thích an phận thủ thường, không muốn tranh đấu đảm trách đại sự, cẩn thận và tỉ mỉ trong cách xử lý công việc. Người này thì làm chuyên môn thì tốt hơn là làm kinh doanh, tuy nhiên đôi khi lại quá cẩn thận và do dự nên đã bỏ lỡ nhiều cái cơ hội tốt, đặc biệt trong con đường quan vận. Tính tình lương thiện, mềm mỏng, khả năng thuyết phục người của cái người Đinh Mùi nam mạng là rất cao, nên dễ thu phục nhân tâm người khác. Với cái mạng thủy, can thì là đinh, là hỏa, ghép với chi mùi là thổ, hỏa thì sinh thổ, thiên can sinh sinh chi là lứa tuổi ít người phải chia lìa trong hôn nhân tình cảm, gia đạo ít gãy đổ, do phần là người chịu nhịn nhục, chịu thiệt, hoặc là người nóng nảy nhưng mà có tâm lành đó. Cũng thuộc lứa tuổi có căn bản thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại lớn trên đường đời do cái sự cẩn thận, cẩn trọng của mình. Nếu có ngày sinh và hàng can mậu kỷ, sinh giờ hợi hoặc là giờ mão, giờ ngọ, còn được hưởng phúc lớn của dòng ngọ, hoặc là có lộc bất ngờ nhưng không có quá lớn. Đó là cái thiên tính chung của người Đinh Mùi. Xét vào cái năm Tân Sửu năm 2021 á, thì người Đinh Mùi của các anh á, là mệnh thiên hà thủy, thì gặp một cái năm Tân Sửu là năm thổ, thì tính ra là bản mệnh chủ bị tương khắc, chủ về đau ớn, công việc thì khó khăn. Hung tinh của năm, sao của năm á, sao chiếu mạng của năm là một hung tinh, có thể nói là xấu nhất cho nam, sao La Hầu, báo hiệu năm Tân Sửu có cuộc sống của các anh có nhiều chuyện rối rắm và đặc biệt là đau ớn, có thể là đau ớn nặng.
nguy nan bổn mạng. La hầu thì thuộc hành kim, chiếu mệnh, cho nên là cuộc sống của các anh tuổi Đinh Mùi có nhiều chuyện khó khăn, đề phòng tranh cãi thị phi mà có liên quan tới công quyền pháp luật. Ra ngoài cẩn trọng chuyện tai nạn bất ngờ, đặc biệt về bệnh đường máu huyết, có thể sẽ có nhiều cái chuyện sầu bi muộn phiền ở trong cái năm Tân Sửu năm 2021 xét về sao và mạng. Hạn thì của năm thì là một cái hạn chỉ chủ về xây sát tay chân, gọi là nhẹ nhất trong cái cung hạn hàng năm của người Đinh Mùi, đó là hạn Tam Kheo. Các anh mà khi mà dưỡng vào hạn Tam Kheo đề phòng xây sát tay chân và té ngã bất ngờ. Vận niên là một vận niên xấu, đó là vận niên Cẩu Cuồng Phong. Đây là thực sự là một năm khó khăn, bởi tài lộc cũng không nè, sức khỏe kém mà tâm trí lại hay âu lo, dễ gặp phải tai nạn, đặc biệt dễ bệnh vào các tháng xuân. Người Đinh Mùi năm nay xấu thì sẽ rơi vào tháng 12 âm lịch nè, tháng 6 là tháng tuổi nè, rồi là tháng 4 khi chữ quý chữ đinh đó, là cẩn thận những cái tháng đó. Thiên can là chữ đinh của Đinh Mùi khắc chữ tân của năm đó, thiên can tương khắc năm, đây là cái địa chỉ thiên can không tốt đẹp về công việc làm ăn, cho nên không nên mở mang hay là làm cái gì mới ở trong cái năm có sao hạn vận niên thiên can như thế này. Rồi đó là về thiên can. Còn địa chi là Sửu, năm Sửu mình tuổi Mùi, đây là lục xung, gia đạo tình cảm gặp nhiều khó khăn, đây là năm phải chịu xung thái tuế, cho nên thái tuế nhập hạn thì không nạn cũng tai. Năm nay có tiền để mất là mừng, sợ là không tiền mất, nó mất cái khác, nó không mất tiền mà nó mất mạng thì còn chết dịch nữa. Và tới giờ phút này của cái năm Tân Sửu, tức là sắp kết thúc tháng 4 âm lịch, thì em đã thấy rất là nhiều người anh Đinh Mùi gọi là đi diện đoàn tụ ông bà một cách rất bất ngờ. Bới ăn sáng xong về nhà là thằng mệt nằm xuống cái đi luôn đó, cho nên là cẩn trọng giùm em, chưa phải là tháng xu nhất đối với các anh ở trong cái vận trình những tháng còn trong năm đâu nha. Đó là nhìn chung cái vẻ bề ngoài của một cái tử vi năm Tân Sửu năm 2021 đối với tuổi Đinh Mùi nam mạng của các anh, thì có là gần như là mạng nè, sao nè, vận niên nè, thiên can, địa chi, chỉ mỗi cái Tam Kheo là hạn của năm là nhẹ thôi. Xét cái bên ngoài là thấy xấu nó chiếm phần đa, còn là tốt không phải là tốt, nó chỉ là trung bình thì nó chiếm phần ít thôi, cho nên cẩn thận vẫn là cái điều tốt nhất đối với tuổi của các anh. Bây giờ mình sẽ xét xem tọa cung tiểu vận và tọa cung tiểu hạn, tức là nội tại của cái bổn mạng của các anh ở trong cái năm Tân Sửu nó sẽ ra sao. Tọa cung tiểu vận thì có đế vượng, phá toái, thái tuế. Bộ sao này chủ về làm ăn có sự thay đổi nhưng gặp nhiều khó khăn hoặc là không có tốt đẹp trong công việc làm ăn. Đế vượng thì bị phá toái án ngữ, thái tuế thì đè hóa cái, tức là cái việc sinh ra mới là xấu, còn cái việc mà về đế vượng tức là muốn vươn tầm là bị phá toái, sẽ bị cản trở. Còn thái tuế thì án trên hoa cái thì không có sinh cái mới được. Đây là tọa cung tiểu vận xấu, nên an phận thủ thường. Còn tọa cung tiểu hạn tức là cung xung chiếu đó, thì có thiên hư tuế phá. Thấy vô là thấy toàn là hư với phá không à chị, nhưng mà đi trước thanh long, tức là có thể là ở tọa cung xung chiếu mở đầu sẽ gặp nhiều sự khó khăn, mệt mỏi, nhưng cuối cùng vẫn có thanh long đi sau, thì cái việc đó ví dụ như làm đáng lẽ là làm một ngày xong, cái này nó hành 3 ngày nhưng cũng xong, đó là tọa cung tiểu hạn không quá nhiều cái sự khó khăn. Rồi còn cung nhị hợp thì bị suy, rồi văn tinh trực phù lưu niên, nhưng mà đại hao lại án ở trong cung. Đây là năm coi chừng có sự suy hao về tài lộc ở bạn bè, thậm chí là suy hao về sức khỏe khi có suy đi đằng trước
Văn Tinh, nhớ cẩn thận cái việc sức khỏe của các anh một chút xíu. Còn cung tam hợp thì có Bạch Hổ, Lộc Tồn, Bác Sĩ, Giải Thần, Phượng Cát, Tướng Quân, Thiên Quan, nhưng bị tuần triệt án ngữ, rồi đi sau tuần triệt là Thiên Khóc và Quan Phủ Thiên Quan. Bộ sao này cũng chủ về sức khỏe không tốt khi Bạch Hổ, Lộc Tồn đi trước Bác Sĩ, có thể sẽ xảy ra hao tốn tiền tài ở trong cái sức khỏe. Tuy nhiên được Giải Thần và Phượng Cát án phía trước Tướng Quân và Thiên Quan, cho nên có thể là sẽ có chút may mắn ở trong một cái người nào đó quan chức lớn hơn, hoặc là bề trên, hoặc là người trên của mình giúp đỡ ở trong công việc. Tuy nhiên là có triệt án ở Thiên Khốc và Quan Phủ Thiên Quan thì đây là năm coi chừng có người cũng có người kiện thưa, gây cho khó khăn nếu trong ở trong con đường quan vận. Đó là cái tọa cung tiểu hạn, tọa cung tiểu vận nhìn từ bên ngoài. Xét chung thì tọa cung tiểu vận, tọa cung tiểu hạn vẫn có cái tốt hơn là cái bên ngoài về tử vi, nghe nó ổn hơn chút xíu. Thì em sẽ không chia sẻ lại cái kiến thức về vận trình tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, mà em sẽ chia sẻ bắt đầu từ tháng 5 cho đến cuối năm. Nói những cái sắp đến để mọi người chuẩn bị, chứ còn nói những cái đã qua rồi, có những anh bây giờ anh đang ngồi trên bàn thờ anh hưởng nhang rồi thì cũng không giải quyết vấn đề, đúng không? Thôi tiếp tục, mình nhắm vô tháng 5 mình làm luôn, mấy ngày nữa là đến tháng 5 rồi. Tháng 5 âm lịch, thế xét về cái vận trình của năm, tháng 5 âm lịch là một tháng Giáp Ngọ, tháng Giáp Ngọ là một tháng Kim. Như vậy thì xét về trụ mệnh là kim của tháng, sinh thủy của bản mệnh. Đây là bản mệnh được tương sinh, sức khỏe tốt, phúc tinh, tài tinh, vì thế được hưởng lợi. Thiên can thì chữ Giáp, chữ Đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Chữ Giáp là nạp âm ngũ hành mộc, chữ Đinh là hỏa. Đây là nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh. Có thể sáng này có tài lộc, hoặc là một cái số tài lộc nhỏ thôi chứ không quá lớn. Hanh thông trong công việc tốt. Địa chi Mùi gặp Ngọ là cặp địa chi lục hợp, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm mà đôi khi là còn cho cả công việc, những cái mối quan hệ làm ăn trong công việc luôn. Đó là cái tháng 5. Nghe tới tháng 4 vẫn còn xấu, tháng 5 thấy êm hơn rồi, thấy phê phê rồi. Tiếp tục là tháng 6 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, mà tháng 6 âm lịch là tháng tuổi của các anh. Tháng 6 âm lịch là tháng Ất Mùi, tiếp tục là một tháng Kim. Như vậy xét về trụ mạng thì cũng không khác gì với cái tháng 5, khi là Kim sinh Thủy, bản mệnh được tương sinh, bổn mạng sức khỏe tốt, không có vấn đề quá to lớn ở trong mọi điều. Phúc tinh tài tinh vì thế được hưởng lợi. Nạp âm ngũ hành cũng giống vậy, Ất với lại Đinh là không xung không hợp về mặt tử vi. Tuy nhiên Giáp Ất là thuộc mộc, nạp âm ngũ hành mà, còn Đinh thuộc hỏa, cho nên đây là nạp âm ngũ hành tương sinh. Tháng này vẫn là tháng có tài lộc, có sự may mắn ở trong cái công việc. Tuy nhiên là phải cẩn thận một tí xíu khi địa chi là tháng tuổi, Mùi gặp Mùi, có thể là có những cái sự gục hụt hạt, khó chịu ở trong gia đạo tình cảm, có sự buồn phiền ở một người con gái, dễ xảy ra ở trong tháng này nha. Đó là cái vận trình tháng 6. Tiếp tục là tháng 7 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021, tháng Cô Hồn của năm Tân Sửu. Cô Hồn là chỉ có tháng của người Phật giáo thôi, chứ người Thiên Chúa giáo, người Đạo Hồi, hoặc là người Đạo Dụ giống chị Cuộn Cuộn thì không có phải là không có sợ tháng Cô Hồn, tại vì bản thân là Cô Hồn rồi cũng cần sợ, thấy không? Rồi tháng Bính Thân là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh thì bản mệnh của các anh tháng thủy khắc hỏa, tháng khắc bản mệnh, bản mệnh khắc tháng, sức khỏe gặp không tốt, cẩn trọng bổn mạng và sức khỏe một tí xíu ha. Rồi thiên can Bính Đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về tử vi. Cả Bính lẫn Đinh thì đều thuộc nạp âm ngũ hành hỏa, cho nên đây là một cái thiên can có cái tháng có công việc cũng không quá gì có nhiều cái sự khó khăn. Hãy nhớ rằng đây là một năm tổng thể xấu, cho nên là
nói cái không khó khăn đó là nằm trong cái phạm vi xấu thôi, chứ còn nó không thể nào mà nói nó tốt như những năm trước được nha. Rồi, địa chi thì thân mùi tự chủ bình hòa, không có hình, không có hại nhau, cũng không có tương hợp, cho nên gia đạo tình cảm của tháng 7 là ok, không có vấn đề gì. Rồi, tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch, tháng trung thu của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng này là tháng Đinh Dậu, tháng này là tháng hỏa tiếp. Xét về trụ mệnh thì cũng không khác tháng 7, khi thủy của bản mệnh khắc hỏa tháng. Bản mệnh khắc tháng, sức khỏe gặp không tốt, cẩn trọng những cái bệnh nạn nhẹ, không có nạn. Thiên can thì chữ đinh của Đinh Mùi và đinh của Đinh Dậu là đồng hạt, thuận thành hanh thông ở trong công việc. Địa chi thì Mùi Dậu tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không xung khắc nhau. Đây là tháng gia đạo tình cảm cũng không có quá nhiều cái buồn phiền hoặc là vấn đề gì lớn. Tiếp đến đó là tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Mà tháng 9 âm lịch là tháng Mậu Tuất. Tháng Mậu Tuất là một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mệnh là sao? Mộc thì thủy của các anh sinh xuất tháng. Bản mệnh sinh xuất, sức khỏe bổn mạng không được tốt, phúc tinh tài tinh sẽ suy yếu đi, phá và bại tinh nó sẽ hoành hành nhiều hơn. Thiên can đinh mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Đinh nạp âm ngũ hành là hỏa, mậu kỷ là thổ, cho nên đây là nạp âm ngũ hành bị sinh xuất. Tháng này là tháng rất dễ có suy hao tài lộc không tốt đẹp ở trong cái công việc, hoặc là cái suy hao tài lộc nhỏ, hoặc là suy hao tài lộc mà các anh tính rằng mình đang đầu tư hay làm gì đó. Rồi, địa chi Tuất Mùi nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Tuất Mùi thì đây là bộ thuộc bộ tứ hành xung nhưng không thuộc chính xung, tức là không phải là Sửu Mùi hoặc là Tuất Sửu, thì cái gia đạo tình cảm nó có buồn phiền đi nữa thì cũng không quá lớn, hoặc là các mối quan hệ trong công việc làm ăn thì tạo ra mình bực bội thôi chứ cũng không có làm gì được mà. Điều đó là điều tốt cho các anh Đinh Mùi ở trong cái tháng bị xung như thế này. Tháng tiếp theo của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Kỷ Hợi. Mà tháng Kỷ Hợi tức là tháng 10 âm lịch, thì Kỷ Hợi tiếp tục là một tháng mộc. Như vậy thì bổn mạng tiếp tục là sinh xuất, khi thủy sinh mộc, bản mạng sinh xuất tháng. Bổn mạng sức khỏe suy yếu, phúc tinh tài tinh cũng suy yếu. Rồi, thiên can đinh kỷ không xung không hợp là trạng thái cân bằng về mặt tử vi. Cả đinh thì thuộc hỏa, mậu kỷ thuộc thổ, nạp âm ngũ hành là bị sinh xuất, cũng giống tháng 9. Đây là tháng có thể suy hao tài lộc hoặc là suy hao cả về sức khỏe của mình, vì là bị sinh xuất của nạp âm ngũ hành nó liên quan tới công việc và mọi thứ mà người tuổi Mùi nói chung và Đinh Mùi của các anh nói riêng thì hay suy nghĩ sâu xa, và gặp việc gì một cái là suy nghĩ rất là tiêu cực, sâu mâu xuống tinh thần, cho nên cẩn thận cái phần sức khỏe của mình. Khi mà mình xuống tinh thần ở cái giai đoạn này, mình lo toan công việc nhiều quá nó cũng không tốt. Địa chi thì thật sự tốt đẹp khi người tuổi Mùi gặp tháng Hợi là có cái bộ tam hợp Hợi Mão Mùi, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn cho cả công việc và các mối quan hệ xã hội. Như vậy nếu trong tháng này cái thiên can bị xấu, bị sinh xuất nạp âm ngũ hành có gặp khó khăn, thì nhờ cái tam hợp này có thể là có người quế nhân, có người đưa đường chỉ lối cho các anh mà có được cái sự tốt đẹp ở trong công việc. Rồi, tháng tiếp theo là tháng 11 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng 11 âm lịch là tháng Canh Tý. Tháng này là một tháng thổ. Tháng này thì không tốt cho bổn mạng và sức khỏe của các anh cho lắm. Vì sao? Vì đây là tháng thổ của năm thổ. Bản mệnh của mình sao? Đã vốn dĩ đã bị năm khắc rồi thì nó đã xấu đi một điều rồi, đã được điểm trừ rồi. Bây giờ lại tiếp tháng khắc nữa, trừ thêm một cái nữa, thì tháng này là tháng rất là khó khăn về bổn mệnh và sức khỏe của các anh. Các anh nhớ cẩn thận giùm em. Thiên can đinh canh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Ok, đây là tháng cũng không quá cái khó khăn đụng chạm gì ở trong công việc, nếu đó là công việc cũ, công việc của các anh bình thường. Địa chi Tý Mùi đây nằm trong bộ địa chi nhị hại,
theo người miền Nam và lục hại theo người miền Bắc. Cho nên cẩn thận, gia đạo tình cảm có chuyện không vui, đặc biệt là các cái mối quan hệ làm ăn, những cái đối tác là những cái người mà làm ăn với mình sẽ gây cho mình những cái khó khăn, các anh phải cẩn thận cái việc này. Đây là một tháng khá là không tốt đẹp khi bản mệnh không tốt, thiên can quên địa chi không tốt, chỉ thiên can là trung bình. Rồi tháng cuối cùng của năm Tân Sửu năm 2021 chính là tháng Tân Sửu luôn, tháng 12 âm lịch, tháng Chạp, tháng Sửu của năm Sửu, tháng này thuộc thổ, thì nó tiếp tục giống như tháng 11 là khắc bản mệnh của người mệnh thủy. Thì năm khắc năm thổ, tháng thổ và năm Sửu, tháng Sửu luôn khắc vô, thì đây là một cái tháng có vẻ là xấu nhất như hồi đầu mình đã chia sẻ rồi. Thổ khắc thủy, tháng khắc bản mệnh không tốt, cẩn trọng bộ mạng sức khỏe, đề phòng tai nạn phạm thân, nguy nan đến bộ mạng của mình. Thiên can thì cực kỳ không tốt cả đẹp khi chữ đinh của mình khắc chữ tân của tháng. Thiên can khắc tháng, cẩn trọng hao tài, công việc có người chống phá, thậm chí là bị kiện thưa đảo tụng đình. Địa chi thì Sửu Mùi nằm trong bộ tứ hành xung, lại là chính xung, còn gọi là lục xung. Gia đạo tình cảm cẩn trọng những cái chuyện buồn phiền, thậm chí là có sự chia lìa nếu như mà không khéo giữ cái tình cảm gia đạo. Đối với tuổi của các anh mà tuổi đinh mùi luôn mà hốt chúng một bà đinh mùi hoặc là một bà 73 thì các quéo râu ở trong năm nay, cẩn thận tháng này giùm em ha. Rồi như vậy thì em đã tổng hợp và chia sẻ đến các anh tuổi đinh mùi sinh năm 1967 những cái liên quan về tử vi của năm Tân Sửu, rồi là vận hạn của tháng 5 cho đến tháng 12 của năm Tân Sửu. Bên cạnh rất là nhiều điều khó khăn về bộ mạng sức khỏe công việc thì cũng còn đó một vài tháng có sự vui vẻ trong gia đạo tình cảm. Hy vọng rằng những cái thông tin em vừa chia sẻ là một cái hành trang nhỏ để các anh biết mình nên cương, nên nhu ra sao trong những tháng còn lại của năm Tân Sửu, để mình có một năm dù rằng rơi vào xung thái tuế hạn 55 tuổi nhưng mà mình vẫn an toàn mà vượt qua. Các anh xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Phong Thủy và Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở đây để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của các anh hoặc là người thân của mình. Rất vui và hẹn gặp lại các anh ở những video tiếp theo. Bye bye.